Hey yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít đây và chào mừng các bạn đã tới một cái con game mang tên là Pocket Art. Thì cái tựa game này nó cũng khá là giống với cái con game gọi là con kiếng kiêng cóng mà ngày xưa mình chơi. Tuy nhiên ấy, là cái con game này thì nó được làm ở trên điện thoại các bạn ạ. Và thực sự là mình thấy có khá là nhiều bạn kêu mình chơi game này, vì thế là mình muốn test thử xem nó như thế nào. Nếu như các bạn muốn mình làm tiếp tập tiếp theo thì các bạn đừng quên là comment ở dưới và bỏ lại cho mình một like. Nếu clip này đạt được 1.000 like thì mình sẽ tiếp tục làm tập 2 cho các bạn xem. Ok, còn bây giờ thì let's go. Cái game này như kiểu là game online đấy mọi người. Mình vừa mới sử dụng cái nick Gmail của mình đăng nhập các bạn ạ. Ok, chào mừng người anh em, chào mừng tới với cái tựa game này. Tôi là tiến sĩ Jani và tôi sẽ hướng dẫn cho bạn những cái bước đầu tiên ở trong cái thế giới kiến. Và tôi có thể gọi tên của bạn là gì? Gọi tôi là Mr. Vũ Lít, ok chưa? Let's go. À phải check nha anh em ạ. Phải check nhá, check nếu mà thành công ấy, thì nó mới cho. Ok, let's go. Sorry anh em, mình vừa chỉnh cái cam lại các bạn ạ, bởi vì nó hơi bị che đấy. Ok, chào mừng bạn, ngài Vũ Lít. Bạn đã tới cái thành phố này và công việc, đây là công việc đầu tiên của bạn là phải đổi cái lá ra cái nấm các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ phải bắt đầu đi xây dựng cái chỗ để gọi là đựng đựng đồ ăn à. Và chúng ta sẽ xây dựng cái chỗ này như thế nào ở trên menu, anh em biết nữa. Nhưng mà đầu tiên thì các bạn sẽ làm một cái con kiến thợ nhỏ bé Cutia Formequer này. Thì nói chung là cái game này nó cũng kiểu mới thôi mọi người ạ. Thì nếu mọi người muốn thì mình sẽ làm những tập tiếp theo, còn nếu mọi người không muốn thì thôi ha. Nhưng anh em phải thấy là đầu tiên thì chúng ta chỉ có một cái lỗ khá là bé như thế này thôi. Và bây giờ công cuộc của chúng ta là đi kiếm đồ về để có thể xây dựng cái chỗ của chúng ta. Đầu tiên là chúng ta phải đi xây dựng ạ. Ủa? Chúng ta phải đi xây dựng một cái chỗ đựng đồ ăn đã, sau đó chúng ta phải đi ra ngoài được ạ. Bây giờ thì mình muốn xây dựng thì xây dựng như nào? Từ à? Đây có quốc cực này. Không phải, đây là công việc anh em ạ. À đây 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 rồi, đây rồi, đây rồi. Cái này như kiểu là build à? Đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình đi xây dựng một cái chỗ để đựng đồ ăn nhé mọi anh em. Ok. Rồi bây giờ mình có thể đi ra khỏi đây rồi đó. Sau khi mà xây xong, mình sẽ dùng game để bỏ qua nhanh hơn. Và hình như là một cái tựa game online hay sao đấy mọi người. Bởi vì mình thấy là ở trong cái tựa game này ấy, thì chúng ta có thể update luôn. Ôi không có đủ đồ để mà update luôn anh em ạ. Rồi khá là ok. Nói chung là khi mà ta ấn vào đây ta có thể xây dựng được khá là nhiều thứ này. Cái chỗ để đựng lá này, chỗ để đổi lá qua nấm. Và ở đây có rất là nhiều những cái chỗ khác, chỗ để đựng mấy cái hạt hay sao ấy. Có cái này thì sao? Cái nâng cấp cho kiến chúa đúng không? Đây có một tổ để đẻ trứng này. Đó, đây là chỗ để đựng chân của con gì ấy. Không biết là châu chấu hay nhện. Đây là chỗ để đựng nhện à? Không hiểu. Chỗ này chắc là đựng cái gì đây? Mật ong. Còn cuối cùng thì chúng ta có thêm một cái chỗ để đựng cái khác. Nói chung là có khá là nhiều đồ, ta cần phải tìm hiểu thêm để mới có thể biết được. Chỗ này sẽ là một cái chỗ gọi là đổi lá để lấy nấm các bạn ạ. Các bạn biết đổi đổi lá để lấy nấm để làm gì không? Đổi lá lấy nấm để cho cái con này nó ăn này các bạn. Cái con ăn hại đái khai này, nói chung á là cái con kiến chúa này cái công việc của nó chỉ để hành hạ chúng ta thôi anh em ạ. Đấy, đây chúng ta sẽ đi lên để đi kiếm lá ha. Nói chung là mình phải cẩn thận ở đây. Ở đây sẽ có rất là nhiều những cái loài loài khác. Đấy, bây giờ mình sẽ đi tìm cái lá. Để sau đó là mình sẽ đây đây, cái mini map trên đây sẽ giúp mình tìm này. Rồi bây giờ mình sẽ đi nhặt mấy cái mảnh cái lá đó về, sử dụng cái nút chọn và mang nó về cái tổ của mình. Ok, như anh em thấy là trên kia có một con nhện kìa. Chỉ cần nhìn là mini map ta có thể gọi là nhìn thấy con nhện. Bây giờ mình sẽ sử dụng nút chọn đúng không? Ui, con nhện to thế. Nút chọn này, cái đá đúng không? Rồi chúng ta sẽ cắn nó ra đúng không? Rồi sau đó là mình sẽ mang về tổ. Ok. Thì khúc đầu thì tất nhiên rồi, chúng ta chỉ là những con kiến Sida thôi các bạn ạ. Vì thế mà mình không lên bố láo. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái lá này lên cái chỗ thức ăn để đổi đổi con nấm anh em ạ. Chamber là nấm. Ok. Đấm vào đây là đổi đúng không? Đó, trong cái lúc quá trình xử lý á, mình thấy cái game này nó cũng khá là ok á, thì không biết là các bạn thấy thế nào. Bây giờ mình sẽ nhặt cái đồ ăn này về cho nữ hoàng kiến đặt vào gần con nữ hoàng kiến anh em ạ. Chắc là phải chọn rồi. Nhặt lên. Rồi. Vâng. Nhìn rất là bố đời các bạn ạ. Nhìn rất là bố đời đúng không? Rồi. Mình sẽ qua đây mình vứt vào đây à. Rồi. Drop. Nó sẽ ăn đúng không? Ăn xong nó sẽ đẻ. Đó. Nó sẽ có một cái quá trình trao đổi như thế. Nhưng anh em thấy là đây có một cái quả trứng này. Và mình sẽ làm như thế nhiều lần.
Sau đó là mình sẽ có một cái tập đoàn kiến anh em ạ. Đó. Next. Nói chung là công việc cũng khá đơn giản. Chúng ta có vào, có thể vào đây để điều chỉnh nha mọi người. Và cái phần gọi là bánh răng để điều chỉnh công việc cho mấy con này. Thì đây có rất là nhiều công việc khác nhau này. Đó. Thế mới sao mình sẽ chọn cái con này. Cái công việc nó là đi nhặt lá và đổi nấm. Đây. Có một con thì mình sẽ chọn luôn nào. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ phải làm cái gì đây? Có những cái miếng như này thì mình phải làm như nào? Hình như là những cái miếng này thì chúng ta phải chọn cái lá và chọn cái nút này. Thứ nhất để mình lên mình tìm xem cái công việc nó sẽ là cái gì á. Nói chung là chúng ta mới kiểu mình mới vào cái game này đó, cho mình cũng không có rõ đâu. Không có rõ nó sẽ chơi nó khó như nào. Đây ta sẽ chọn này. Hồi nãy ở đây nó có cái lá, mình sẽ chọn nút này. Ok, rồi bây giờ mình sẽ phải làm gì? Rời khỏi chỗ này à? Từ đã. Nói chung là nếu như các bạn mà có những cái gọi là cái kinh nghiệm về cái tựa game này ấy, thì các bạn hãy chỉ mình nha. Ở đây nó có một cái cuốn sách nhiệm vụ này mọi người. Mình có thể gọi là xem cuốn sách nhiệm vụ đó và làm. Rồi bây giờ mình sẽ nhặt lá mình mang về. Công việc khá đơn giản. Mang về sau đó là chúng ta đổi nấm, rồi chúng ta mang đồ ăn về cho con kiến nữ hoàng anh em. Con kiến nữ hoàng nó đang bị đói kìa. Anh em có thể nhìn ở phía dưới thì con kiến nữ hoàng nó đang bị đói. Ê, người anh em đi nhanh thế. Đó, chúng ta có thể đặt nấm ở đây. Đó, chúng ta mang đồ ăn qua để cho kiến nữ hoàng. Ở bên mình sẽ có thể xem nhiệm vụ này. Cái game này là một cái game có khá là nhiều người chơi ấy mọi người, cho nên là chắc là đối với mình thì chắc là nó khó. Còn đối với mọi người chắc là nhiều bạn, mình chắc chắn đấy các bạn là có nhiều bạn chơi game này rồi, bởi vì là mình thấy là có vài bạn còn kêu mình chơi game này đi nữa mà. Chắc chắn với mọi người là có rất là nhiều bạn đã từng chơi qua game này rồi. À, chúng ta có thể chọn mấy nhiệm vụ này đấy. Làm hai gì? Đẻ ra hai con kiến thợ. Hồi nãy mình mới đẻ ra một con đúng không? Đấy, bây giờ mình đẻ ra thêm một kiến thợ nữa là hai. Bây giờ mình sẽ phải xây một cái chỗ gọi là đựng lá anh em ạ. Mình không biết là xây cái chỗ đựng lá để làm gì. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có một cái con nó có nhiệm vụ là đổi từ lá qua kia. Đấy, bây giờ mình sẽ cho tiếp cái con này đi hái luôn nào. Đấy. Bắt đầu hiểu rồi đấy anh em. Bây giờ mình sẽ xây thêm một cái chỗ gọi là đựng lá nhá. Đây. Đây mình sẽ xây một chỗ đựng lá. À, xây cái này thì chúng ta cần phải có 10 cái nấm à. Hiện tại là mình mới có 7 nấm thôi. Bây giờ mình sẽ lên mình phụ con này làm cho đủ 10 nấm, rồi sau đó là chúng ta sẽ đi xây một cái chỗ đựng lá. Đó. Thì không biết là anh em thấy con game này nó có đáng để chơi không? Nếu anh em thấy con game này đáng để chơi thì mình sẽ làm nhiều tập cho anh em xem. Nhưng mà anh em nhớ phải ủng hộ mạnh nha. Bởi vì như anh em mà thấy là cái kênh này giờ nó lát vãi cả trưởng ra. Và thực sự ấy là mình không thể nào bỏ cái kênh này được. Mình nói là 1 tỷ vạn triệu lần rồi các bạn ơi. Nhiều bạn đã kêu mình là bỏ cái kênh này đi để làm kênh mới ấy, nhưng mà mình thấy là không cần thiết anh em ạ. Nó rất là ok mà. Sao cái con Queen lúc nào nó cũng đói vậy ta? Anh em thấy con Queen lúc nào nó cũng đói đấy. Rồi từ từ để mình xây cái rồi để mình đi lên thêm một lần nữa đi. Mình sẽ đi lên mình lấy thêm một ít lá nữa về để mình làm mấy cái chỗ đổi nấm anh em ạ. Cái này thì mình thấy là nó chọn hơi bị khó anh ạ. Cái lá có thể tận 293 cái cơ. Từ từ thì về sau chúng ta có thể xây đội quân nữa sao ạ. Xây thêm cả lính rồi cả xây thêm cả mấy cái đồ linh tinh nữa để mang đi chiến. Đấy, anh em cứ bình tĩnh nhá, bởi vì là các bạn biết tại sao. Kiểu mình mới tập chơi á, cho nên là chơi nó rất là gà. Không thể nào mà chơi hay bằng anh em kiểu chơi lâu được rồi. Rất là cần anh em ủng hộ cũng như là góp ý kinh nghiệm cho mình. Để sau mình sẽ cố gắng gọi là tiếp thu thêm những cái kinh nghiệm của anh em để mình có thể chơi nó tốt hơn thôi. Chứ chắc chắn là mình không thể chơi bằng các bạn rồi. Và mình không biết là xây dựng đính như nào cơ. Mình chỉ xem qua một tí ở trên mạng thôi. Anh em thấy mình chơi nó cũng khá là nghệ rồi. Đó. Hiện tại là mình đang có tổng cộng là 4 con kiến. Đó, bây giờ mình xây được cái kia rồi. Đây, mình có thể xây được cái lá rồi nha. Đấy, ta sẽ bỏ 10 nấm ra để xây cái lá. Ok chua. Đó, thì bây giờ lại đẻ thêm một con kiến nữa. Thì công việc của mấy con kiến này đầu tiên ấy, chắc là cứ đi nhặt lá thôi anh em ạ. Mình nghĩ là mấy con kiến này đầu tiên là chỉ đi nhặt lá thôi. Còn công việc của mình ấy, sẽ là đi vào đây. Mình sẽ đi vác cái đống nấm này ra. Đó, vác cái đống nấm này ra để mình cho cái con... Ui, vác một cục thôi mà nó mất cả đống anh em ạ. Mình sẽ vác cái đống nấm này qua để cho cái con này nó ăn. À, anh em thấy chuẩn xác chưa? Ok. Bây giờ chúng ta đã xây xong được cái chỗ đựng lá rồi. Và chắc là mình sẽ phải tiếp tục có những công việc khác ở trong đó.
Ví dụ như là một con sẽ chuyên gia, đúng không? Một con sẽ chuyên gia. Đấy, một con sẽ chuyên gia cho con kiến mẹ ăn. Đấy. Thấy chưa? Bây giờ sẽ có hai con, mấy con chuyên đi lấy lá. Có con sẽ chuyên gia con kiến mẹ ăn. Đó, thế là thời gian ta có thể làm được thêm rất là nhiều thứ. Anh em thấy. Từ từ thì đầu tiên là chúng ta chỉ có những cái con kiến sida thôi. Rồi từ từ, bây giờ mình có thời gian để mình tìm hiểu để có thể làm một cái chế tạo quân đội này. Kia có cái army quân đội kìa. Tí chúng ta sẽ vào để xem là chế tạo quân đội như thế nào ha. Mình không biết là vứt cái lá vào đây thì sẽ được cái gì. Đây, chắc là chế tạo quân đội chắc là cần lá hả? Hay như nào? Mình xem nhá. Mấy cái nhiệm vụ này cũng làm cũng bắt đầu hoàn thành hơi bị nhiều rồi nhá. Đây mình sẽ update cái chỗ update food progressing lên level 2 à. Có cả update nữa anh em nhá. Đây update này. Ok. Nó là cái nào? Đây. Chúng ta update lên thì cần 10 cái lá à. À. Vậy là chúng ta cần nấm để xây và để cho con kiến mẹ nó ăn. Còn chúng ta cần lá để chúng ta update mấy cái này lên. Ok. Rồi cũng bắt đầu khá là hiểu rồi đó nha. Ủa có một con đi lấy lá kìa các bạn. Ủa con nào đi lấy lá vậy? What the hell? Ủa nãy giờ mình... Từ từ, nó vẫn tiếp tục đẻ ra này. Cho mình sẽ đi kiếm vài con đi lấy lá đi. Đó. Một con đi lấy lá đi. Đó. Nói chung là con nào cũng sẽ có một cái công việc riêng của nó. Đó, các bạn thấy không? Sẽ có một chỗ để đựng lá này. Chúng ta có thêm một chỗ để chúng ta đựng nấm nè. Đó. Và chúng ta sẽ có một chỗ để... Từ từ đã. Cái đội quân này như nào ta? Soul Leader này. Chúng ta có thể like anh em ạ. Cho nó sẽ có nhiều loại like ra, nhiều loại khác nhau hay như nào. Mình không biết nữa. Mà chắc nó sẽ có một chỗ để xây dựng cái đội quân chứ nhở. Để mình thử xem ha. Xem nó có chỗ để xây dựng với cái đội quân ra không. Nó còn nhiều loại đồ ăn lắm mọi người. Đây đúng không? Không phải. Đây là nâng cấp cho chỗ ở cho con kiến chúa. Chỗ này sẽ xây thêm một chỗ để có thể để thêm mấy quả trứng nó phụ vào đấy mọi người. Nhưng mà bây giờ cái tổ kiến của mình nó còn khá là bé. Cho nên mình nghĩ là cái công việc này nó cũng chưa cần thiết lắm. Thậm chí là cái việc mà đi lấy nấm để cho con kiến mẹ nó ăn còn chưa có ấy này. Ủa trong khi mình có 10. Con này sao nó cứ chạy qua chạy lại vậy ta? Lời lao động mày em. Ủa? Sao nó không lấy vậy nhở? Ủa có một cái con nó cứ chạy qua chạy lại anh em để ý không? Nè, con nó cứ chạy qua chạy lại mà nó không đi làm cái gì hết á. Rồi kệ nó đi ha. Bây giờ chúng ta sẽ tự làm vậy. Nếu nó không làm thì công việc của mình sẽ là làm thay thế cho nó. Ủa? Nó không ăn đấy hả? Hay là nó nếu nó không đói nó sẽ không ăn ta? Đấy anh em nhìn này. Có vẻ như con này nó sẽ không đói nữa rồi hay sao ấy. Nó không đói nó sẽ không đẻ nữa. Nó quyết định là ngừng đẻ. Đúng không nhỉ? Đúng rồi, như nó không đẻ nữa rồi các bạn ạ. Nó không đẻ rồi, để mình lên, mình sẽ lên mình kiếm một vài cái thứ khác. Mình sẽ lên mình kiếm một vài cái thứ khác. Bởi vì cái con kia nó không đẻ rồi. Ôi, hình như là mốt mình phải đánh nhau với cái bọn ui vãi. Bọn kiến đỏ này hay sao ấy. Không biết là mình giành đồ ăn này nó có băm mình không ta. Nhặt. Nó có đánh mình không ta? Ít chà, nó không đánh các bạn ạ. Vậy là mình sẽ cho cái con này tạm thời đi. Con này tạm thời chưa có việc làm á. À mà nhặt cái này về mình cũng đâu có làm gì được đâu anh em. Từ từ mình nhặt cái này về mình cũng đâu làm gì được đâu. Cho nên mình sẽ cho con này đi lấy lá đi. Mình còn chưa có cái tổ này mà. Quyền mất tiêu. Đấy chắc mình sẽ để ở đây. Đây mình để ở đây đi. Ui rơi luôn kìa. Wow. Bây giờ làm thế nào để cho con này nó đẻ ta? Bây giờ phải làm thế nào để cho con này nó đẻ nhở? Mình không biết phải làm sao để cho con này nó đẻ tiếp đấy mọi người. Hay là phải xây dựng update lên nhở? Phải xây một cái chỗ này thôi mọi người ơi. Chúng ta cần 25 cái lá và 25 cái nấm thì chúng ta có thể xây dựng được cái chỗ này. Cái chỗ này nó rất là cần nha. Chỗ này để nâng cấp mấy cái đồ cho con Lữ Hoàng nó lên. Nhưng mà sao mình lấy đồ qua cho con Lữ Hoàng nó không chịu ăn lại nhỉ? Con Nữ Hoàng nó không chịu ăn đồ anh em ạ. Đây, mình thử nhặt một cái qua ha. Để xem nó có chịu ăn không. Bây giờ công việc của mấy con kiến này của mình nó chỉ là đi lấy lá với cả là đi lấy đồ linh tinh thôi. Chịu ăn đi. Đó, nó không ăn này mọi người. Nó chê rồi. Nó chê rồi anh em ạ. Mấy con này đi lấy khá là nhiều nấm được rồi này. Đổi được khá nhiều nấm rồi. Chắc là mình sẽ
giảm một con này. Đây, cho chúng ta đi lấy lá nhiều hơn đi. Mình cũng sẽ đi lấy lá, đi phụ cho nó ấy các bạn ạ. Đi phụ cho nó để mình xây cái store kia. Đây, chọn cái này à. Ok ok. Rồi, có con nhện ở trên kia, chắc là mốt mình có nguyên cái đội quân kiến này mình mới đánh được chúng nó các bạn ạ. Mốt này mình sẽ xây dựng từ từ các bạn, đảm bảo các bạn là từ từ nó sẽ rất là xịn sò con bò đấy, các bạn tin mình đi. Mốt nó sẽ rất là xịn sò con bò á. Hình như bao giờ con nữ hoàng nó đói á thì nó mới ăn. Còn nó không đói nó không ăn hay sao á. Mấy con kiến khác nó chạy chậm quá. Mỗi mình chạy nhanh à các bạn. Đó. Cho nên mình phải cố gắng mình đi lên, mình làm phụ nó. Đó. Let's go, let's go. Hãy nhanh lên những người anh em của tôi. Đây. Hãy vào đây đổi đi. Drop xuống này. Ta cùng ra xem cái chế tạo cái hạt kia, không biết là hạt gì các bạn. Đựng cái hạt kia thì cần bao nhiêu? Đây. Chúng ta cần 25 nấm và 25 lá cây. Đó. Công việc này là một cái công việc cực kỳ khó khăn. Mình vừa mới skip qua để cho đỡ tốn thời gian của mọi người đấy mà. Đó. Thì bây giờ mình cũng đã gần làm xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên mình lấy một ít cây về để mình trao đổi thành nấm nữa. Bởi vì là hồi nãy mình vừa mới để cho cái bọn đấy lá là nhiều hơn á, cho nên bây giờ bọn nấm nó làm chậm quá. Bọn lá thì làm khá là nhanh, còn bọn nấm thì làm khá là chậm anh em ạ. Vì thế là bây giờ mình sẽ phải phụ mấy cái thằng đi này đi trao đổi nấm nữa. Lá thì bây giờ vượt quá chỉ tiêu rồi. Và mình nhớ rồi, khi nào cái con queen nó đói á thì mình phải cho nó ăn, thì lúc đấy thì nó mới kia mọi người ạ. Lúc đấy thì nó mới ok ba con dê. Đó. Rồi sau khi mà mình có đủ nấm với lá xong thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái chế độ gọi là xây dựng cái này. Đó. Mất có thể finish với 2 phút. Bây giờ chắc là mình sẽ bắt đầu cho vài con nó cho mấy con này một thôi. Đấy, còn lại thì mình sẽ cho mấy con này đi kiếm lạc đi. Mình có phải đi kiếm thêm một ít lạc nha mọi người. Đó. Kiếm thêm lạc để có thể nâng cấp cái chỗ của con queen đấy mà. Đây nè. Mọi người thấy không? Ủa? Nó ghi là nô suộc là sao ta? Mình thử lại đây mình phụ nào. Chắc là mình phải lấy đầu trước đã rồi bọn kia nó mới đi theo mình hay sao á. Đây anh em này. Chọn nhá. Đó. Phải lấy một cái về trước các bạn ạ. Đó. Từ từ nhá, bây giờ mình sẽ đi làm công việc trước đã. Sau đó là mình sẽ chọn. Nó ghi là không có cái suộc trước để có thể chọn đấy mọi người. Đây hình như chúng nó vẫn đi làm công việc của chúng nó hay sao á. Đây, bây giờ mình sẽ về mình cất ở trong đây. Ok chưa? Vứt ở đây. Đó. Sau đó là bây giờ mình sẽ tiếp tục cho chúng nó làm công việc. Có suộc rồi đó. Làm đi mấy em. Đây, confirm. Đó. Ủa sao nó vẫn ghi là nô suộc ta? Không hiểu lắm. Nó vẫn đi lấy mấy cái đồ cũ các bạn ạ. Là sao nhở? Nó không chịu đi lấy đồ mới là sao? Chúng ta còn phải chờ để nâng cấp cái này, nâng cấp cái kia lên nữa. Không đứa nào chịu qua đây lấy phụ à? Có mình lấy à? Lấy lại sợ bị mấy con kiến đỏ nó cắn nữa. Có biết mấy con kiến đỏ nó có cắn không nhở? Nhìn bọn này đáng sợ quá anh em ạ. Có con mắt thì ấn con mắt này nó là cái gì vậy ta? Ơ bọn kia nó vẫn tiếp tục lấy mấy cái đồ kia kìa. Các bạn để ý không? Bọn này nó vẫn tiếp tục đổi nấm với cả là đổi lá. Chắc để chúng ta đổi nấm với đổi lá đi. Mình sẽ đổi mấy cái đấy sau. Đây mình sẽ tiếp tục. Nó không cho. Đổi nấm đi. Mình nghĩ là nấm là quan trọng hơn á. Ủa nhưng mà sao nó không cho làm cái này vậy ta? Mình không hiểu lý do sao nó không cho làm cái này á. Mỗi con này 2 đi. Chúng ta sẽ để một con của một con làm cái này. Ok. Rồi thì chắc là cái clip đầu tiên mình sẽ làm nó ngắn thế thôi nha. Bởi vì là mình cũng không biết là các bạn có thực sự thích cái series này không. Nếu các bạn thích cái series này thì các bạn cứ bỏ lại cho mình một like. Nếu cái clip này đạt được 1000 like thì mình sẽ làm tiếp clip tiếp theo cho các bạn xem. Còn bây giờ thì bye.